Đây là thành phẩm mình vừa làm xong các bạn ạ. Và mình mời các bạn cùng vào bếp để làm món ăn với mình. Rất là đơn giản với những nguyên liệu như sau ạ. Không bị dính vào nhau một chút nào nha. Sợi miến rất là ngon ạ. Để làm món ăn này thì các bạn cần chuẩn bị cho mình những nguyên liệu như sau ạ. Các bạn chuẩn bị cho mình cải thảo 150g các bạn nhé. Một củ cà rốt, một ít hành lá và các bạn cho mình 100g miến, một ít dầu ăn, gia vị thì chút nữa mình sẽ nói sau. Trước tiên thì phần miến này các bạn sẽ ngâm cho mình và mình sẽ cắt ra thành từng đoạn. Mình sẽ ngâm nguyên như thế này ạ, vì giờ cắt ấy thì nó hơi cứng một chút, nó khó cắt được. Mình ngâm cái phần miến này để mình rửa qua cái phần miến này các bạn nhé. Vì khi miến rong này phơi ấy, thì thường là phơi trong ngoài trời ấy, nhiều lúc là các vi sinh vật hoặc là bụi bẩn này nó bám vào nhé. Các bạn chỉ cần qua nước một chút ấy, thì mình cắt sẽ dễ hơn nhé. Cắt thế này thì nó chưa không bị rối. Để nó không bị khi chúng ta nấu lên ấy, nó không bị quấn vào nhau ấy ạ, nó dính chồm đấy ạ, thì chúng ta sẽ cắt ra như thế, miếng vừa thành những đoạn miếng vừa phải nhé, dài như thế này thì các bạn cắt thành đôi ra như vậy nhé. Các bạn chỉ cần ngâm qua cho mình thôi và mình sẽ rửa lại nhé cái phần miếng này. Cái phần cà rốt này thì các bạn sẽ bào đi cho mình, lạo cái nước vỏ bên ngoài nhé. Mình sẽ rửa cái phần cà rốt này đi. Hành mình nhặt sạch rồi mình rửa nhé. Cải thảo các bạn sẽ cắt cho mình ra. Đây các bạn, 150g chỉ cần từng này rau cải thảo nên mình cũng rửa sạch nhé. Cái phần cà rốt các bạn sẽ vào ra cho mình nhé. Cà rốt mình xong rồi, bây giờ đến phần cải thảo, các bạn thái ra cho mình nhé. Mình cũng thái nhỏ ra. Món này chị em phụ nữ ăn ấy, thì là một trong những món vừa giảm cân mà chúng ta ăn lại rất là ngon nhé. Cái phần hành lá này thì cái phần đầu hành các bạn cũng thái ra để mình phi thơm nhé.
Đây các bạn, các nguyên liệu mình đã làm xong rồi, bây giờ mình tiến hành mình nấu nhé. Các bạn cho lên bếp cho mình một nồi nước nhé. Mình cho vào nồi một ít muối các bạn ạ. Muối cho nó tan nhé. Khi nồi nước sôi lên rồi nhá, thì mình sẽ cho phần rau cải thảo vào. Các bạn sẽ luộc chín cái phần rau cải thảo lên cho mình nhé. Đây ạ, khi cái phần cải thảo này của chúng ta, các bạn nấu ấy, nó đã chín rồi, nó có độ giòn ngon là được các bạn nhé, không phải chín quá nhé. Rồi mình sẽ bớt hết ra. Rồi bây giờ các bạn sẽ cho mình phần cà rốt vào. Mình cũng luộc cho cái phần cà rốt này nó chín nhé. Đây các bạn, cà rốt chỉ cần vào độ 2-3 phút thôi là được nhé. Thì các bạn cũng lại vớt cái phần cà rốt ra cho mình. Cà rốt này. Vớt hết ra. Bây giờ mình sẽ cho phần miến vào nữa ạ. Miến cũng rất là nhanh chín các bạn nhé, chỉ cần sôi lên 1-2 phút là chín thôi. Rồi các bạn, khi phần miến đã sôi lên như thế này là đã chín rồi nhé. Bây giờ mình cũng vớt ra. Các bạn cho mình cái chảo lên bếp, mình cho một ít dầu nhé. Và mình sẽ làm cho cái phần hành này nó nóng lên nữa. Rồi, chỉ cần nóng lên như vậy là được rồi các bạn nhé, là hành đã chín rồi. Đây các nguyên liệu mình đã nấu chín hết rồi các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ cho vào một cái tô. Các bạn sẽ cho phần cải thảo này, miến này, nóng hổi nha. Vừa nấu xong nên cái gì cũng nóng. Cà rốt. Và các bạn cho mình cái phần hành và dầu ăn vào nhé. Bây giờ các bạn sẽ cho gia vị vào cho mình ạ, như là bột canh nhé. Các bạn cho mình vào đây thì này, bột canh thì vơi vơi thôi nhé. Một chút hạt tiêu, một chút bột ngọt, và các bạn cho mình một chút nước tương nhé. Mình trộn đều cái hỗn hợp này lên các bạn ạ. Nó đều gia vị vào nhé. À, các bạn trước khi cho ra đĩa mình sẽ nêm nếm xem vừa chưa nhé. Vừa và ngon rồi ạ. Các bạn chuẩn bị cho mình một cái đĩa và mình sẽ cho ra. Đấy, rất là ngon như thế này nhé. Với các bạn muốn giảm cân ấy, thì chúng ta ăn cái món này vừa ngon vừa dễ ăn mà vẫn đầy đủ dinh dưỡng ạ.
Chúc các bạn và gia đình có một món ăn ngon nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo của mình. Các bạn thích có thể like, chia sẻ và đăng ký kênh giúp mình ạ, để xem những video mới nhất của mình. Ẩm thực miền quê ạ, những món ăn đơn giản mà lại ngon. Mình xin dừng video tại đây ạ.